127 thiên, ngày 127. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Không cần gấp, không cần vội, từ từ thôi. Bú dũng chí, mạn man lái. Bù dũng chí, mạn man lái. Bú dũng chí, mạn man lái. Bú dũng chí, mạn man lái. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Sau này còn nhờ bạn giúp đỡ nhiều. 以后还请你多多帮助。 Được, quyết định như vậy đi. 好,一言为定。 Học ở trường đại học nào? 在哪所大学读书? Ồ, hóa ra là vậy. Ồ, 原来是这样。 Nhận được rồi, với nghĩa nhận được điện thoại. 接到了。 Mình cảm thấy nên dùng. 我觉得应该用。 Nhận được lời mời kết bạn chưa? 收到好友申请了没有? Lần sau đổi mình mời bạn. 下次换我请你。 Chưa từng uống qua đồ uống ở chỗ này. Mấy khơ của trợ lý đã yến phỉn. Giá cả lại rất hợp lý. Giá cớ yêu hẳn hợp lý. Mời từ từ dùng. Chính mạn dùng. Có cần ăn đồ ngọt không? 要不要吃甜品? Buổi sáng đi. 上午去. Là làm cái gì vậy? 是做什么的? Nhận điện thoại một chút. 接一下电话. Không có việc gì đâu. Mấy sự đó. Mấy sự đó. Trước tiên như vậy đi. Xin chê yàng bà. Nhưng mà. Khở sự. Phương pháp học này. Trê trùng xuế xí phang phả. Vừa học vừa sử dụng. Y biên xuế xí, y biên sử dụng. Khó trách, chẳng trách. Nán quải. Giao tiếp thường ngày còn coi là được. Rư tráng giao liều khái sản khởi ý. Từ ngữ chuyên ngành. Chuyên nghiệp từ ngữ. Hiểu rất ít. Tổng được hẳn sảo. Không cần vội, từ từ thôi. Bú dũng chí, mạn man lái.